Đối với mỗi nhạc sĩ khi viết về Thái Nguyên đều dành sự đầu tư chỉn chu từ ca từ cho đến giai điệu. Riêng đề tài viết về quê hương thì mỗi nhạc sĩ càng cần phải tìm hiểu về bản sắc văn hóa quê hương mình để từ đó chắt lọc ra những yếu tố cần thiết và đưa vào âm nhạc. Ca từ gần gũi, mộc mạc, giai điệu có sự pha trộn giữa dân gian và hiện đại, dễ đồng điệu, chạm tới cảm xúc của mọi người. Các nhạc sĩ thường là đưa các cái tâm tư tình cảm của bản thân mình nói về cái vẻ đẹp của cái tỉnh Thái Nguyên và đất và người Thái Nguyên. Trong đó nó có cảnh đẹp của thiên nhiên này, tâm tư tình cảm con người này, hoặc là đặc biệt là cái vùng nông sản, tức là vùng chè Thái Nguyên. Thì cũng được nhiều tác giả và nhiều nhạc sĩ coi như là tập trung vào để viết lên cái vẻ đẹp của nó. Thế nên ở Thái Nguyên thì có rất nhiều các cái cảnh đẹp và cũng đi vào cái lòng người. Thì một số các cái nhạc sĩ thì vẫn cứ tập trung với ca ngợi cái vẻ đẹp của con người Thái Nguyên. Nếu những nhạc sĩ gạo cội viết về Thái Nguyên như một sự tri ân về mảnh đất quê hương, thì các nhạc sĩ trẻ lại đi theo xu hướng mới, thổi làn gió mới vào các sáng tác. Vẫn là vẻ đẹp của sông Công, núi Cốc, của những nếp nhà sàn, nương chè xanh mướt, của câu tính điệu then. Nhưng giai điệu đã có nhiều sự chuyển biến. Để mà đưa được những vẻ đẹp, những cái gì tinh túy nhất, tinh hoa nhất để nói lên về trong tác phẩm đó, thì trước tiên thì chúng ta là phải có một tác phẩm hay. Nhạc sĩ sáng tác ra thì nó giống như một bức tranh. Đây thì bức tranh đấy thì nói về hồ núi Cốc, dân tộc Tày đại diện Cao Lan và Giao. Thì đấy nó như bức tranh, thì cái người biên đạo họ theo cái ca từ, theo cái những làn điệu âm nhạc đó để họ quẹn vào, dùng những thủ pháp ngôn ngữ của dân tộc, của hình tượng minh họa của Trạc Cấp Đồng Công để tạo nên một cái tác phẩm đó. Với văn hóa của người Tày này, của người Cao Lan và của người Giao, chính vì đó mà em muốn là có một cái tác phẩm âm nhạc mang âm hưởng và mang tiếng nói Thái Nguyên, của người Thái Nguyên. Và trong tác phẩm đó là sẽ vang lên với những cái làn điệu, với những nét văn hóa, mang những cái màu sắc của các dân tộc. Mỗi sáng tác về Thái Nguyên là một tiếng lòng, một thông điệp mà người nhạc sĩ gửi vào nốt nhạc, tạo nên những tác phẩm với mạch nguồn cảm xúc sâu lắng, khiến công chúng thêm yêu mảnh đất và con người Thái Nguyên.